Bữa nay quay clip quan sát của ông bò vẽ các bạn ha. Mình sẽ quay cận cảnh những con ong bò vẽ làm tổ các bạn, làm bự tổ lên. Cái tổ ong bò vẽ này nó khoảng là 4-5 tháng này. Đang rất là bự các bạn ha. Phần bự nhất này là chắc là cũng cỡ cái thùng nước suối có các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh con ong bò vẽ làm tổ. Đây, cái phần nó nối thêm nè. Thấy không? Rất nhiều ong bò vẽ khu vực này ha, đang làm thấy không? Nè, bên đây rất là nhiều nè. Dưới đáy của nó ha. Nó nằm rất gần mặt nước các bạn. Đó, mặt nước đó. Các bạn thấy lá bèo không? Đó. So sánh với lá bèo mình dùng ra xa các bạn thấy. Đó, lá bèo với tổ ong ha. Cái lá bèo nằm gần hơn tổ ong. Đây nó treo trên một cái nhánh cây ổi nè. Đó, cũng là ổi nè. Rất là bự ha. Lắp tổ đó. Như một cái quả chuông mà ha, quả ong như cái chuông vậy đó. Những chú ong thợ phụ trách xây nhà ha.
chỗ bên đây nó buông nhiều hơn các bạn, mặt dưới nó buông nhiều hơn đó. Chắc là bây giờ nó sẽ phát triển chiều ngang nhiều hơn là chiều dài các bạn, tại vì nó sắp đụng nước rồi, các bạn thấy không, sát mé nước luôn. Làm những cái máy vòm ra các bạn ha, cứ làm vòm ra giống như thiết kế của nhà hát Sydney, rất là độc đáo. Và theo mình thì nó làm theo khi nó vòm ra xong đắp lại thì nó sẽ ăn được cái lớp bên trong đi các bạn, để nó thông thương các tầng trong tổ của nó, cắn bỏ cái phần bên trong đi khi nó hoàn thành những cái vòm này. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video quan sát cận cảnh chú ong đàm tổ ha. Nếu thứ hai các bạn nhấn like, share, comment ủng hộ mình các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình đã có điện thoại.